Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Mộc Miên. Bộ truyện kể về cuộc sống hôn nhân của Huệ và Sang. Sang, một người chồng mẫu mực, luôn yêu vợ, thương con. Còn Huệ cũng là một người vợ đảm đang, dịu dàng, chu đáo, chăm lo hết mình cho gia đình. Cuộc sống hôn nhân của họ cực kỳ viên mãn và hạnh phúc, với kinh tế đủ đầy và luôn ngập tràn tiếng cười. Vậy nhưng, sự xuất hiện của người bạn thân của Huệ đã khiến cho hôn nhân của họ rạn nứt. Và liệu rằng cuộc hôn nhân này có bền chặt khi có sự chen chân của người thứ ba hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Mấy hôm nay, gia đình Huệ với Sang lục đục cũng bởi vì chuyện Huệ có ý định cho cô bạn thân về đây ở tạm vài ngày trong lúc cô ấy chưa tìm được công việc trên thành phố. Cô bạn kia chính là bạn thân hồi học chung cấp 3 lên đại học, tên là Ngà. Ngà trước đây là hoa khôi một thời, nhưng lấy nhầm tên thiếu gia giàu có ham chơi, phá phách, hiện đang thụ án trong tù bởi tội mua bán ma túy. Ngà bây giờ trắng tay, đi đâu người ta cũng không nhận, do cô ấy không hề có kinh nghiệm trong công việc. Từ hồi lấy chồng là ở nhà sinh con luôn và được mẹ chồng mở cho tiệm vàng. Sau này khi chồng bị bắt, đứa con thì mất do bị đuối nước, Ngà ở đó cũng bị đuổi đi. Bố mẹ cô thì nghèo, họ không chấp nhận được những lời dị nghị của hàng xóm nên nói với con gái đi nơi xa làm ăn. Ông bà cũng chẳng thể giúp gì được. Ngà quá chán đời, dù trong túi chỉ còn vài trăm ngàn, cô cũng quyết định khăn gói lên thành phố. Mấy ngày trước, Ngà có gọi điện cho Huệ để tâm sự hết mọi chuyện. Lúc này Huệ mới ngã ngửa, không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ tới như thế. Cô vô cùng thương cảm, chỉ có thể động viên bản thân cố gắng lên đây kiếm việc làm để làm lại cuộc đời. Trước kia khi thấy Ngà hay up những bức ảnh sang chảnh, hạnh phúc, cô đều mừng thầm cho bạn. Tuy sau khi lấy chồng, cả hai bận bịu, không có thời gian nói chuyện, nhưng họ vẫn dõi theo cuộc sống của đối phương. Huệ thì sống kín đáo, cô ấy chưa từng khoe bất cứ một thứ gì về gia đình lên các trang mạng xã hội, bởi vì cô muốn giữ những hình ảnh hạnh phúc tốt đẹp ấy cho riêng mình. Chuyện tình của Huệ và Sang không giống như ngôn tình, cổ tích, nhưng lại khá bình yên. Họ gặp nhau giống như định mệnh. Huệ không quá xinh đẹp, cô chỉ ở mức độ trung bình, người hơi cao, lại gầy, không thích ăn diện, trang điểm. Hiện tại cô đang là nhân viên văn phòng trong công ty nước ngoài. Chồng cô là luật sư thành phố. Huệ gặp Sang khi anh ấy thất tình. Nghe nói các mối tình kia cũng được hơn một năm, nhưng đó là mối tình đầu. Sang lại đặc biệt rất yêu cô gái ấy, nên anh cực kỳ tiểu tụy. Sang đã từng mất một thời gian dài chìm trong tuyệt vọng. Sau đó anh gặp Huệ. Cô xuất hiện thật nhẹ nhàng, cũng ấm áp. Huệ lắng nghe mọi thứ anh tâm sự. Ở nơi đất khách quê người, cô cũng là người tới bệnh viện chăm anh cả tuần trong những ngày Sang bị bệnh sốt xuất huyết. Sau lần đó, có lẽ vì cảm động nên Sang mới chính thức theo đuổi Huệ. Họ cứ yêu nhau rồi kết hôn, chưa từng cãi vã nhưng cũng không quá nồng nhiệt như các cặp đôi khác. Hiện tại, cả hai đã có một bé gái 3 tuổi khá kháu khỉnh và đáng yêu. Công việc của họ cũng vô cùng thuận lợi nên đã có nhà cửa trên Hà Nội. Cuộc sống cũng khá dễ thở giữa chốn thành thị xô bồ, náo nhiệt. Huệ vẫn cảm thấy bản thân rất may mắn khi lấy được người chồng hoàn hảo ấy. Lương đưa hết cho vợ, không nề hà bất cứ công việc gì. Anh ấy là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực, chưa từng để vợ phiền lòng. Duy chỉ có một chuyện, cô người yêu cũ bí ẩn kia là dù có cậy miệng cỡ nào, Sang cũng không bao giờ hé răng nửa lời. Anh ấy coi đó chính là sự ngu ngốc lớn nhất cuộc đời, nên chưa bao giờ đả động tới người con gái đó. Trong căn phòng nhỏ, cuộc tranh cãi của hai vợ chồng vẫn chưa đến hồi kết. Huệ gay gắt. Anh bị làm sao thế? Bạn em nó ở nhờ một thời gian, giờ nó không có tiền, nó đi xin việc làm, có tiền sẽ ra thuê trọ mà. Nó cũng chẳng thích ở nhờ thế này đâu, chẳng qua là bước đường cùng nên mới chịu nhục như thế. Bạn bè lúc hoạn nạn giúp nhau cũng là bình thường.
Anh vẫn dạy ký ốc là phải biết yêu thương mọi người mà. Lúc bạn anh khó khăn, anh cũng cho vay cả 100 triệu, em có nói gì không? Tại sao lần này anh khó khăn với bạn em thế? Cô ấy đủ khổ sở lắm rồi, không còn chỗ mà dung thân nữa. Không được, anh không thích ai làm phiền cuộc sống của vợ chồng mình. Em có thể cho cô ấy vay tiền ra ngoài thuê trọ. Nhưng mà quan trọng bây giờ cô ấy đang rất sốc, bữa trước mới đòi tự tử nữa. Giai đoạn này cần có người động viên. Em sợ cô ấy nghĩ quẩn. Anh cho cô ấy ở lại đây vài ngày nhé, rồi em sẽ tính tiếp. Huệ vừa năn nỉ chồng vừa khóc rưng rức. Nhưng cô biết điểm yếu của chồng chính là nhìn thấy những giọt nước mắt của vợ. Chỉ cần cô khóc thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Sang thở dài thườn thượt. Tùy em. Thôi, nay vợ chồng mình ra ngoài ăn. Bé Ốc nghe bảo về quê chơi với ông bà thì vui lắm. Nãy anh gọi còn chưa muốn lên cơ. Hết hè này, vợ chồng mình về đón con, để con ở đó chơi cho thoải mái. Nãy thấy ông nội chở Ốc qua nhà ông bà ngoại, con gái cười híp cả mắt. Vậy hả anh? Em cũng mới gọi mà Ốc ngủ rồi. Chắc có lẽ đi chơi mệt quá nên con ngủ sớm. Anh chờ em chút, em đi thay đồ rồi chúng ta đi luôn. Lần nào cũng vậy, hễ giận nhau mà nói về con gái là hai vợ chồng lại gạt bỏ hết những hiểu lầm khúc mắc. Cả hai cùng chở nhau tới một nhà hàng khá sang trọng. Huệ ôm cánh tay của chồng, không quên cảm ơn anh rối rít vì đã chấp nhận chuyện này. Cô cũng nhắn tin cho Ngà để nói trước cho bạn đỡ bận lòng. Cô ấy bảo trưa mai sẽ tới nơi. Cô nhờ Huệ cảm ơn chồng giúp mình. Lúc này Huệ quay sang chồng nháy mắt. Chồng ơi, cô ấy bảo là biết ơn anh lắm đấy. Tí nữa về em có thưởng cho anh nhé. Vợ chồng mình cố gắng năm nay làm thêm được đứa nữa. Mẹ bảo năm nay mình mà sinh con là vợ chồng mình phất lên như diều gặp gió. Sang ngay xong thì bật cười. Mọi lần dù anh dụ dỗ thế nào đi chăng nữa thì vợ cũng gạt đi vì lý do con còn nhỏ. Vậy mà tự dưng nay lại chủ động như thế khiến Sang rất bất ngờ. Tuy nhiên anh cũng rất vui. Cứ nghe tới có con là Sang lại dạo dực trong lòng. Anh rất thích con nít. Đối với anh không cần quá giàu sang, chỉ cần gia đình đều mạnh khỏe, hạnh phúc, đông con, cho vui cửa vui nhà. Sang gọi toàn những đồ vợ thích. Trong suốt bữa ăn, anh là người chủ động gắp thức ăn cho vợ. Những người khác khi liếc qua đều ngưỡng mộ hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại cực kỳ ga lăng này của Sang. Họ đoán được cô gái bên cạnh sẽ ấm áp, hạnh phúc lắm. Vợ chồng họ ăn xong lại cùng nhau đi coi phim tới đêm mới về, kết thúc bằng một cuộc yêu nồng cháy ở trên giường. Huệ còn thủ thỉ rằng cô yêu chồng nhất trên đời, chẳng có ai yêu cô, bảo vệ cô nhiều đến vậy. Cô còn trêu dù có bao nhiêu kiếp cũng sẽ tìm gặp bằng được anh để lấy làm chồng. Sáng hôm sau như thường lệ, Huệ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai vợ chồng. Hôm nay cô xin phép nghỉ ở nhà đón bạn, nhưng không nói với Sang vì sợ anh lại có ác cảm với Ngà. Cô vẫn hay đi làm muộn hơn chồng, công ty của hai người lại ngược chiều, nên Sang chỉ nhắc nhở vợ là đi đường cẩn thận. Anh hôn nhẹ lên trán của vợ, dặn dò cô nhớ ăn uống cho nhiều. Tối nay anh về hơi muộn vì đi ăn sinh nhật giám đốc công ty đối tác. Huệ mừng sơn vì có thời gian để đưa bản thân đi thăm thú vài chỗ cho khuây khỏa đầu óc, nhưng lại giả vờ phụng phịu. Anh ăn sớm rồi về với em, đừng uống nhiều bia để còn lái xe nữa. Anh nhớ rồi, anh đi trước đây. Khi xe ô tô vừa đi khuất, Huệ vội vã gọi điện cho Ngà, hỏi xem cô ấy đi tới đâu, có say xe hay không. Cô còn nhiệt tình tới mức hứa chút nữa sẽ bắt taxi đến tận bến xe để đón bạn. Gần trưa, hai người gặp nhau tại bến xe, mừng mừng tủi tủi. Ngà òa khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu uất ức, buồn tủi trong lòng cô đều trút ra hết. Huệ chăm chú lắng nghe, cô cũng sụt sùi đầy cảm động. Huệ vỗ nhẹ bờ vai gầy, xương xương của bản thân, khuyên cô ấy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhất định sẽ có ngày ông trời thấy được sự cố gắng của Ngà mà ban cho cô hạnh phúc khác. Cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Không phải là mọi thứ chấm hết, mà là cơ hội cho cánh cửa khác phù hợp hơn với mình sẽ mở ra. Cứ mạnh mẽ, vững tin bước về phía trước, hãy trân trọng lấy chính bản thân mình. Dù cuộc sống có vùi dập, xô ngã tới mức nào, cũng sẽ không bao giờ mất niềm tin hay chán ghét bản thân. Bởi ngay cả chính chúng ta còn không tự biết yêu thương, trân trọng mình, thì có ai dám làm điều đó nữa. Ngà khẽ gật đầu,
Cô quệt nước mũi, sống mũi vẫn cay xè. Cô mấp máy môi định nói gì với Huệ nhưng lại thôi. Ngà cúi thấp mặt xuống, dường như cô ấy cũng đang cố che giấu đi điều gì đó, không muốn cho bản thân biết chuyện. Huệ dẫn Ngà đi vua vài bộ đồ, cùng cô ăn trưa rồi tranh thủ đi thăm thú vài nơi. Trong lúc hai người đang uống cà phê thì điện thoại đổ chuông. Huệ thấy số chồng thì có chút tần ngần nhưng vẫn bắt máy. Em nghe đây anh. Em ăn cơm chưa đấy? Em ăn rồi. Anh có mua tặng em món quà, anh để trong tủ quần áo của em ấy. Hồi sáng Quân chưa đưa cho em. Dạo này công việc của anh lu bu quá, hình như bị Covid xong nên trí nhớ cũng bay hết mất rồi. Lúc nhớ, lúc quên. Sáng nay đi ký kết mà còn quên hợp đồng ở công ty nữa cơ. Chán thật, chơi giả đã lú. May mà vẫn nhớ vợ con mình là ai, với nhớ vợ bảo năm nay phải sinh đứa nữa. Trời ạ, anh chuyện gì cũng lái sang đó được. Thôi anh nghỉ ngơi đi, em tranh thủ nói chuyện với các chị đồng nghiệp một chút. Tối anh nhớ về sớm đấy. Ừ, yêu em. Huệ tắt máy, trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Ngà hơi cười. Cậu sướng thật đấy, chồng giàu mà tâm lý. Còn tớ thì cuộc đời này coi như bỏ, không trông chờ được điều gì. Xưa cứ nghĩ lấy chồng giàu mà sướng, giờ nghĩ lại thấy mình ngu nhất trần đời. Lấy chồng nghèo nhưng có chí tiến thủ, yêu vợ thương con mới là nhất. Gia đình giàu họ khinh người lắm, họ đối xử với mình như con ở ấy, lúc nào cũng đề phòng, sợ mình lấy của cả nhà họ mà giấu giếm đi. Sống ở đó không khác gì địa ngục. Chồng thì gái gú nhưng cũng không được phép ghen hay làm ẩm lên, lúc nào cũng phải tươi cười như không có chuyện gì. Lúc say khướt thì anh ta đánh đập thậm tệ. Ngà vẫn còn rùng mình mỗi khi nhớ lại quãng thời gian kinh hoàng ấy. Cô không dám nghĩ mình lại có thể chịu đựng mấy năm dài đằng đẵng như vậy. Ngay cả đứa con tưởng chừng là hy vọng để bấu víu nhưng cũng bỏ cô đi mất. Coi như cô trắng tay, thất bại hoàn toàn. Ngà đã từng nhảy cầu tự tử nhưng được người ta cứu sống. Lúc đối diện giữa ranh giới sống chết, cô mới thấy sợ. Ngà khóc suốt một ngày, một đêm, rồi cô cũng quyết tâm vực dậy để làm lại cuộc đời. Cô biết, chết không phải là hết, chết mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày trả giá dưới địa ngục vì tước đi mạng sống của chính bản thân mình. Hai cô gái cứ thế trò chuyện với nhau rất lâu, nói đủ các thứ chuyện ở trên trời dưới biển. Họ cứ động viên nhau phải cố gắng, nhất định không được phép bỏ cuộc. Huệ không muốn nhắc tới chuyện không vui này nên lảng sang chuyện khác. Cô cũng nhắc tới những công việc phù hợp với Ngà mà mình đã kiếm được để cho cô ấy khỏi phải suy nghĩ tiêu cực. Huệ đã nhờ một số người bạn dò hỏi khắp nơi, xin được một số công việc văn phòng. Tuy lương thấp nhưng thoải mái, họ cũng không yêu cầu kinh nghiệm quá cao. Cô nghĩ Ngà vào đó chắc chắn là sẽ theo được. Huệ này, tớ ở cùng sẽ rất bất tiện cho vợ chồng cậu. Thực sự là tớ cảm kích lòng tốt của cậu lắm. Hôm nay được tâm sự với cậu coi như là vinh hạnh của tớ rồi. Chắc là tớ ra ngoài cho thoải mái. Hâm à, đã bảo là ở tạm nhà tớ một thời gian đã. Chúng ta là bạn, mãi mãi là bạn. Lúc khó khăn nhất giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Chồng tớ dễ tính lắm. Anh ấy còn bảo cậu cứ coi như nhà tớ giống nhà mình đi. Anh ấy còn đi làm từ thiện suốt, không tính toán hay là để ý gì đâu. Ngà nghe tới đây thì thấy thật chạnh lòng. Cô cũng thèm cảm giác được ôm ấp vỗ về. Dường như điều đó là quá xa xỉ đối với cô. Ngà bỗng nhiên thắc mắc. Biết là anh ấy tốt với cậu, nhưng cậu cũng phải đề cao cảnh giác. Bây giờ đàn ông tốt với giàu có như chồng cậu là miếng mồi béo bở cho các cô gái đấy. Tụi nó bất chấp dài trẻ, cứ giàu là nó không tha đâu. Tin thế nào thì tin, cũng phải chừa cho mình đường lui. Huệ cười trừ cho qua chuyện. Cô nghĩ khác, đã là vợ chồng thì phải luôn tin tưởng lẫn nhau. Hơn nữa từ lúc sống chung tới giờ, Sang chưa từng lừa dối cô bất cứ việc gì. Hễ về tới nhà là sắn tay áo dọn dẹp nhà cửa giúp vợ. Anh ấy chưa từng từ chối cô bất cứ việc gì, luôn sẵn sàng ủng hộ mọi quyết định của vợ. Chính vì vậy Huệ hoàn toàn yên tâm để phấn đấu cho sự nghiệp. Điều khúc mắc duy nhất trong lòng của cô chính là cô gái người yêu cũ kia mà Sang chưa một lần tâm sự. Hình như cô ấy vẫn như cái gai trong tim của chồng. Đã có những lần anh ấy trầm ngâm hồi lâu, cứ nhìn vô định về khoảng xa xăm. Vợ chồng họ cũng đã từng cãi nhau về chuyện này, nhưng nhanh chóng giảng hòa do Sang thành thật xin lỗi. Anh nói không phải bản thân nhớ về người yêu cũ, mà do tính anh hay trầm ngâm, suy tư như vậy.
Anh cũng hứa dù có bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ phản bội hay làm bất cứ điều gì có lỗi với vợ con. Tuy nhiên, với linh tính mách bảo của một người vợ, cô tin rằng chồng mình vẫn chưa hoàn toàn quên được người yêu cũ. Đang suy nghĩ miên man thì Ngà đập mạnh vào cánh tay. Đi ăn kem đi, tớ mời. Hai người họ lại tiếp tục cùng nhau đi ăn kem, ôn lại những kỷ niệm thời đại học. Hồi xưa, cứ mỗi lần thi kết thúc môn là hai người lại rủ nhau vào siêu thị mua kem với cái bánh mì to chà bá, rồi cười khúc khích. Thời đó nghèo nhưng không phải áp lực suy nghĩ cơm áo gạo tiền như bây giờ. Họ đã ước xin vé một ngày trở lại tuổi thơ, thời cắp sách đến trường. Bây giờ khi nhìn lại những năm tháng rực rỡ ấy, cả hai đều giật mình bởi vì thời gian trôi đi quá nhanh, thấm thoát đã nửa đời người. Thời gian đúng là thứ vô tình nhất, nó trôi đi chẳng bao giờ trở lại, mãi mãi cuốn phăng tất cả để khi nhìn lại chỉ còn những thứ gọi là kỷ niệm. Có những cô gái may mắn khi lấy được người chồng tử tế, công việc ổn định thì một đời cũng không cảm thấy đủ. Nhưng đối với những người như Ngà, một khi đã lựa chọn sai lầm thì cuộc đời tiếp đó lại quá dài. Cô luôn phải sống trong trạng thái chán trường, mệt mỏi, bi lụy, không niềm tin, không động lực, cũng chẳng biết tương lai sẽ bị xô đẩy về đâu. Cô mệt, thực sự là rất mệt, chỉ muốn kiếm công việc ổn định, không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa. Nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, nhìn những cặp vợ chồng, những đôi tình nhân tay trong tay lướt qua nhau mà Ngà không kìm được xúc động. Cô đã từng nghĩ mình có nhan sắc hơn người, kiếm đại gia là chuyện bình thường. Số cô nghiễm nhiên được giàu sang, được đưa đón cung phụng. Nhưng giờ nhìn lại, cô thấy bản thân thật tệ hại. Cô trắng tay, thất bại hoàn toàn. Thứ hạnh phúc ảo tưởng đó vốn chẳng hề tồn tại. Tất cả chỉ là vỏ bọc hoàn hảo để mà đánh lừa thiên hạ. Cô không muốn bị người khác chê cười, xì xầm bàn tán. Ngày hôm nay, khi không có tiền để thuê nổi một nhà trọ, cô mới nhận ra bản thân thật tệ hại, là nô lệ của đồng tiền. Giá như ngày trước cô không bỏ rơi người đàn ông ấy, giá như cô không bị lòng tham che mở mắt, thì có lẽ bây giờ cô đang là người hạnh phúc nhất thế gian. Hạnh phúc không phải xét về phương diện tiền tài, mà chính là tình cảm. Người đã từng coi cô là tất cả, thậm chí là nhịn đói ăn cả tháng trời chỉ để mua tặng cô một thỏi son đắt tiền, dù có đi làm thêm về mệt nhưng vẫn đạp xe lách cách mang cho cô tô hủ tiếu. Chỉ cần Ngà ốm hay mệt mỏi, người đó đều lo lắng, mất ăn mất ngủ, chăm sóc, hỏi han cô đủ điều. Lúc ấy cô vẫn chỉ coi anh như người dự bị, bởi vì anh quá nghèo. Dù anh rất tốt, nhưng so với những người đàn ông đang tán tỉnh cô thì anh chả là gì. Chính vì thế dù yêu nhau nhưng cô chưa từng giới thiệu với bất cứ ai, cứ để anh lầm lũi trong bóng tối. Anh lại quá dễ dãi, anh nghĩ rằng chỉ cần chân thành, chỉ cần cô sống tốt là đủ. Anh cũng không thích phô trương, nhưng đúng là đời không ai đoán trước được chữ ngờ. Người anh tin tưởng nhất lại lên xe hoa đúng ngày anh bị bệnh nặng. Ngà nghĩ tới đây thì khẽ nhói trong tim. Nỗi ân hận đã quá muộn màng. Cô cũng không biết phải làm sao để đối diện với người đàn ông tử tế ấy. Ngay lúc này, chỉ vài tiếng nữa thôi, họ chính thức sát mặt với nhau. Nhưng hoàn cảnh hiện nay lại khác. Anh đã có gia đình hạnh phúc, cô chỉ có thể ngắm nhìn anh chăm sóc người con gái ấy. Hai người lại giả vờ như chưa từng quen biết nhau. Cảm giác ấy mới chính là tột cùng của sự đau khổ. Mỗi khi nghe Huệ kể về chồng bằng giọng điệu đầy tự hào, chẳng hiểu sao Ngà lại nhen nhóm chút ganh tị. Hạnh phúc đó lẽ ra từng là của cô, chỉ vì cô không biết trân trọng, chỉ vì cô tham lam chạy theo tiếng gọi của đồng tiền. Đã có những lúc cô ước được quay lại với Sang để làm lại từ đầu. Cô cũng từng lập cả trăm cái nick ảo để nhắn tin cho Sang, nhưng anh ấy đều chặn hết. Dường như Sang vẫn hận cô thấu xương thấu tủy. Dù đã mấy năm trôi qua, nhưng anh ấy vẫn chưa từng nguôi ngoai. Con người ta lạ thật, khi có thì không biết trân trọng, mất đi rồi thì lại cảm thấy hối hận, muốn quay về quá khứ. Họ ăn kem rồi lại mua đồ về nướng. Huệ bảo tối nay sẽ làm một mâm cơm thịnh soạn. Sổ tài nấu nướng cho Ngà coi trình độ của mình đã lên tay rất nhiều so với ngày xưa. Công nhận Huệ được ông trời ban cho khả năng khéo léo bẩm sinh. Cô nấu ăn rất ngon, các món ăn chỉ cần thưởng thức qua một lần, thậm chí ngửi mùi hương cũng biết mặn hay nhạt. Sang tự hào nhất ở vợ khoản nấu nướng, nên anh đã rất ít khi ăn ở ngoài. Lúc nào cũng khen vợ mình với Văn Phong rằng vợ nấu rất ngon.
Ngay cả bữa trưa cũng là cô dậy sớm chuẩn bị cho cả hai vợ chồng. Mỗi ngày một món ăn khác nhau, trang trí vô cùng đẹp mắt, nên ai cũng xin ké miếng. Họ vẫn khen Sang tốt số khi lấy được người vợ vàng mười, vừa hiền vừa lành, đức độ, quan tâm chồng con chu đáo. Sang cũng đã từng rất nhiều lần cảm ơn vợ vì những gì cô đã làm cho anh. Khi hai người về tới nơi, Ngà bị choáng váng trước căn nhà của Huệ. Căn nhà khang trang, bên trong không thiếu bất cứ thứ gì, đặc biệt bức ảnh cưới của hai vợ chồng ngay phòng khách. Ngoài ra còn có rất nhiều bức ảnh của cả gia đình Huệ. Nụ cười trên môi của Ngà bỗng trở nên khó coi. Cô muốn khen nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại, chẳng thể nói được câu gì nữa. Huệ vẫn vô tư không hay biết gì. Cô lấy trái cây gọt đưa cho bạn, rồi nhanh chóng mang đồ vào bếp chuẩn bị nấu nướng. Nhìn cô ấy làm thành thục thoăn thoắt, dụng cụ trong bếp cũng toàn loại đắt tiền, máy rửa bát, máy hút bụi, robot, càng chứng tỏ Sang là người vô cùng cưng chiều vợ. Toàn bộ những đồ trong đây đều cảm ứng hiện tại tới mức có những thứ Ngà còn chưa từng bao giờ. Huệ cứ chăm chú nấu ăn mà không để ý tới sắc mặt ngày càng thay đổi của bạn. Chỉ một loáng, mùi đồ ăn thơm nức mũi. Huệ dọn đồ ăn lên bàn, cả hai cùng ăn rất ngon lành. Ngà vừa ăn vừa suýt xoa. Huệ nấu ăn rất ngon, thậm chí còn ngon hơn cả nhà hàng. Món nào cũng đậm đà, có một mùi vị rất riêng biệt. Cách trang trí vô cùng đẹp mắt. Này, nhà cậu giàu thế này, sao không lo chăm chút nhan sắc đi? Chúng mình tuổi này dễ lão hóa lắm đấy. Ngốc thế, có tiền mà không biết tận dụng. Tớ mà như cậu, cứ đầu tư mạnh tay vào mỹ phẩm. Ôi, chồng tớ mỗi lần đi công tác lại mua mỹ phẩm nhiều lắm, mà tớ lại không quen, cứ bôi bôi chát chát mất thời gian. Đi đâu thoa tí son là được. Mùi mỹ phẩm cũng khiến tớ khó chịu nữa. Lát tớ cho cậu một ít, thích loại gì cứ lấy mà dùng. Tại cậu vớ phải cái loại không ra gì, chứ cậu vẫn xinh lắm. Giờ chỉ cần đi làm, trang điểm, ăn diện hơn tí, lắn đứt mấy em thanh niên, vài bữa biết đâu lại kiếm được ông chồng ngon nghẻ như thường ấy. Đừng có bi quan quá. Thôi, sợ lắm rồi. Nghĩ kết hôn là hãi. Có yêu đương thì được, yêu đương còn được chiều chuộng, chứ kết hôn về được như cậu hiếm lắm. Nếu như có ai như chồng cậu thì coi như là một đời hạnh phúc. Huệ bật cười. Cô lắc lư mái tóc nâu được cột cao đuôi ngựa, rồi hào hứng kể. Ai cũng nói tớ tu mấy kiếp mới lấy được anh Sang, mà tớ cũng cảm thấy thế thật. Anh ấy chẳng bao giờ để cho tớ thiệt thòi đâu. Thôi ăn cơm đi, không nguội hết rồi. Đừng nói mấy chuyện không vui nữa, cố gắng lên. Ngà khẽ gật đầu. Thỉnh thoảng cô lại nhức nhìn đồng hồ treo tường, coi xem Sang sắp về chưa. Từ ngày cô lấy chồng vẫn chưa có cơ hội gặp lại anh để nói những lời xin lỗi. Khi đồng hồ điểm 9 giờ, Huệ dục Ngà đi tắm, nhưng Ngà vẫn lấy lý do muốn ngồi đây hóng mát, cô chưa buồn ngủ. Chừng 10 phút sau, nghe tiếng động cơ ngoài cổng, Ngà vội vã chỉnh trang lại đầu tóc, tim cô đập thình thịch như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Vài phút sau Sang bước vào. Vẫn như thường lệ, việc đầu tiên là anh hôn lên trán của vợ rồi mới cất cặp. Huệ ngại ngùng giới thiệu bạn mình cho Sang, nhưng anh chỉ gật đầu qua loa rồi ghé sát tai vợ mà thủ thỉ. Em kêu bạn em đi ngủ đi, rồi qua vợ chồng mình tranh thủ. Theo như phong thủy tối nay, làm ăn chắc là sinh được con gái liền. Huệ khẽ đẩy chồng ra, hai má đỏ ửng lên vì ngại. Tất nhiên những hành động này không qua mắt được Ngà. Cô muốn bắt chuyện với Sang, nhưng thấy anh hờ hững với mình như vậy cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ngà cố gắng kiềm chế cảm xúc để không rơi nước mắt. Sau khi chồng lên lầu trước, Huệ cũng dẫn Ngà vào phòng riêng, chuẩn bị mọi thứ cho cô đầy đủ, dặn cô từng chút một, cứ coi như đây là nhà của mình, không phải ngại ngùng gì cả. Ngà nắm chặt tay Huệ, không quên cảm ơn cô, còn nhờ Huệ nhắn tới Sang lời cảm ơn giúp mình. Huệ vừa tới phòng thì bỗng một cánh tay kéo lại, khiến Huệ giật mình. Nhưng định thần thì phát hiện ra chồng thì cô hơi nhíu mày rồi mắng yêu. Nay anh làm sao đấy? Cứ thế lạ lạ, chẳng giống bình thường gì cả. Lạ gì? Tại vì anh nhớ vợ, đi uống mà chỉ mong tới giờ về với vợ thôi. Thèm ăn cơm vợ nấu, nay là bắt buộc phải đi một mình, chứ không anh chở vợ đi cùng rồi. Sang vừa nói vừa bế thốc vợ lên giường. Chiếc váy nhanh chóng bị trút bỏ, điện cũng tắt ngấm, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ. Hai cơ thể trần trụi cứ thế cuốn lấy nhau. Đầu óc họ dần mụ mị, Sang cứ hôn lên mặt, hôn lên vành tai,
rồi trượt xuống cổ. Anh vừa hôn vừa lẩm bẩm: yêu vợ nhất trên đời. Họ cứ ôm nhau như vậy, rồi không ngừng tíu tít kể hết mọi chuyện cho nhau nghe. Khi nghe tới chuyện của Ngà, Sang bất chợt khựng lại. Anh hơi to tiếng: anh thấy cô bạn của em cứ làm sao ấy, em đừng có tin người quá, làm gì cũng phải chừa cho mình đường lui. Ơ, anh cứ ác cảm với cái Ngà thế, nó tội nghiệp lắm rồi. Nó cũng không muốn làm phiền vợ chồng mình đâu, nhưng vì bước đường cùng đấy mới phải thế. Em lúc nào cũng thương người, thân mình thì có thương bao giờ đâu. Huệ ôm chồng cười khúc khích: em có người chồng tuyệt vời thế này, sao phải tự thương lấy mình, có anh thương em rồi mà. Sang nghe vợ nịnh thì cũng mát hết cả ruột gan. Anh kéo vợ gối đầu lên tay mình, không ngừng hỏi han: tối nay em ăn gì đấy? Sáng mai nấu món gì đơn giản thôi, không cần lách cách mất thời gian, ngủ thêm một lúc với anh cũng được. Dạo này anh nghiện hơi vợ quá mất rồi, cứ đi đâu cũng nhớ. Anh lại bắt đầu rồi đấy, càng ngày càng nịnh vợ. Vợ mình không nịnh có mà ngu à? Cả hai vợ chồng không hẹn mà gặp mà cùng phá lên cười. Ngược lại với sự vui vẻ của Huệ, Ngà nằm trằn trọc ở trên giường không sao ngủ được, cứ hết quay trái quay phải, đập mạnh chân xuống giường, nghiến răng nghiến lợi: tại sao chứ? Sao anh đối xử như thế với em? Đời người ai chẳng có sai lầm, anh ít nhất cũng phải để cho em có cơ hội giải thích. Anh có biết khoảnh khắc anh coi em như người xa lạ, tim của em đau đến thế nào không? Mình từng rất hạnh phúc, anh chăm sóc em cũng y như cách mà anh chăm sóc cô ấy mà. Một suy nghĩ xấu xa bỗng nhen nhóm trong đầu. Ngà tát mạnh vào má của mình để thoát khỏi suy nghĩ điên rồ ấy. Cô cũng không biết mình vẫn còn yêu Sang nhiều đến như vậy. Cảm giác chạm mặt nhau mà bao nhiêu kỷ niệm ùa về, tình cảm trong cô vẫn nồng cháy như mới hôm qua. Cô vò đầu bứt tai rồi tự nhủ: rốt cuộc em phải làm thế nào đây hả anh? Nguyên một đêm, Ngà cứ thao thức không tài nào ngủ được. Tâm trạng cô giống như một mớ hỗn độn, đấu tranh không ngừng nghỉ. Tình yêu tưởng chừng như bị chôn vùi trong quá khứ, bỗng chốc lại được khơi dậy một cách mạnh mẽ nhất. Nhìn Sang chăm sóc cho Huệ mà Ngà lại có chút gì đó không cam tâm. Cô khó chịu bởi vì cuộc đời quá bất công với mình. Dù cô có xinh đẹp, có cố gắng tới cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn luôn phải đứng sau Huệ. Ngày xưa cũng thế, bây giờ lại càng thất bại thảm hại. Đặc biệt là khi còn ngồi trên giảng đường đại học, Ngà luôn bị xếp sau Huệ một bậc, ngay cả học bổng lần nào cũng bị trượt mất. Dù bên ngoài cô luôn cười nói hạnh phúc, chúc mừng bạn, nhưng ẩn giấu bên trong là sự khó chịu, không cam tâm. Cô lao đầu vào học tập với hy vọng học kỳ tiếp theo sẽ đạt được. Nhưng suốt 4 năm, Ngà vẫn chưa có một lần có được vinh dự đó, còn Huệ lại dễ dàng đạt được. Sau này khi cưới chồng, Ngà đã từng nghĩ là mình chiến thắng. Cô cũng biết chuyện Huệ cưới Sang, Ngà từng cười khẩy bởi nghĩ hai con người khô khan, nghèo khó đó gặp nhau mới hợp với hoàn cảnh. Cô không ngờ chỉ trong mấy năm, hai vợ chồng họ lại phất lên nhanh chóng như vậy. Càng nghĩ, Ngà càng cảm thấy ấm ức. Cô cứ thế chút giận lên trước gối, đánh chán chê thì lại khóc thút thít một mình. Bao nhiêu giận hờn cứ thế được tuôn ra, Ngà cũng không biết suốt cuộc bản thân mình đang ngụy gì nữa. Tự dưng cô lại thèm cảm giác được ở cạnh Sang, mãi mãi được ở trong ngôi nhà sang trọng này. Cô vẫn nghĩ Sang còn tình cảm với mình, chỉ cần có cơ hội, nhất định anh ấy sẽ quay lại. Nếu như Sang đã quên cô hoàn toàn thì không bao giờ tránh mặt cô như vậy. Anh ấy sợ không làm chủ được cảm xúc. Ngà đã suy nghĩ rất nhiều, cô cũng nghĩ tới tất cả những tình huống có thể xảy ra. Mãi tới gần sáng cô mới tranh thủ chợp mắt được chút. Khi nghe có tiếng người nói râm ran, Ngà choàng tỉnh. Cô bật dậy bước nhanh ra ngoài để có cơ hội được giáp mặt với Sang. Nhưng bất ngờ thấy Sang đang ôm vợ từ phía sau, còn Huệ thì tất bật nấu nướng. Cảnh tượng này khiến cô ghen tới đỏ cả mắt. Ngà cố ý đá vào chiếc ghế rồi khẽ kêu lên: ôi, đau quá. Cả hai người bị tiếng kêu của Ngà làm cho giật mình. Huệ buông tay của chồng, vội vàng tiến đến hỏi han Ngà có bị làm sao không, nhưng cô chỉ cười hiền hậu rồi lắc đầu. Ngà ngước ánh mắt rơm rớm như sắp khóc tới nơi nhìn Sang, giọng nói của cô cũng khàn đặc: vợ chồng cậu hạnh phúc thật đấy, cậu may mắn lắm mới lấy được người chồng như anh Sang. Anh ấy đúng là mẫu đàn ông của gia đình, chắc không còn người đàn ông thứ hai nào như thế nữa đâu. Sang vẫn chẳng hề biến sắc, anh không đáp lại
mà quay người nấu nướng tiếp phần của vợ. Huệ đỡ Ngà ngồi xuống, cô nói nhỏ: "Đợi tới chút, nấu nướng xong rồi mình ăn sáng luôn." Cô bước lại chỗ chồng, Sang vẫn tươi cười nói chuyện với vợ như không có gì xảy ra. Tuy nhiên anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, coi như Ngà không tồn tại. Anh còn tranh thủ kể cho vợ nghe công việc ngày hôm nay cần phải làm những gì, rồi hỏi han vợ đủ điều. Vợ chồng họ nói mãi cũng không hết chuyện. Khi đồ ăn đã xong xuôi, Sang phụ vợ bưng đặt lên bàn, anh còn ga lăng kéo ghế cho vợ. Suốt bữa ăn, Sang liên tục gắp thức ăn rồi dục vợ ăn nhiều vào. Có những lúc Ngà cố tình bắt chuyện với Sang nhưng anh đều không trả lời, khiến cho Huệ ngồi đó cũng ái ngại, đành phải nhéo chồng rồi lảng sang chuyện khác. Sang ăn cho nhanh rồi chuẩn bị đồ vào hai cặp lồng cho vợ. Anh cũng đi trước rồi dặn vợ đi làm cẩn thận. Từ công ty nhớ báo anh luôn. Anh cũng đi cẩn thận đấy. Sang tươi cười vẫy tay tạm biệt rồi bước nhanh ra ngoài. Ngà vẫn tiếc nuối nhìn theo bóng lưng quen thuộc cứ khuất dần rồi mất hẳn. Cô thở dài thườn thượt, cứ chống tay xuống cằm. Huệ ngại ngùng: "Xin lỗi cậu, chồng tôi ít nói lắm, đặc biệt là mới phái nữ, anh ấy lại càng khô khan. Nhưng mà được cái tốt tính, không có nghĩ ngợi gì hết. Cậu ăn nhanh lên đi, ngày mai cậu có thể tới công ty nhận việc. Hôm nay tớ không được nghỉ, đồ ăn tớ cũng chuẩn bị hết cả rồi. Thôi tớ, tối tớ mới về, tớ đi nhá." "Chồng cậu mấy giờ thì về?" Ngà hỏi xong thì chợt nhớ ra mình đã đi quá xa vấn đề nên vội chữa cháy: "Ý tớ là anh ấy lỡ mà về sớm hơn cậu ấy thì tớ ngại lắm." "Không sao, tớ về sớm hơn mà. Tớ với anh ấy ngược đường, cho anh ấy về hay bị tắc đường lắm." Ngà gật gù, trong đầu cô cũng lóe ra một ý tưởng. Cô hỏi tiếp: "Ủa, bữa cậu nói công ty tớ sắp làm cũng ngược đường với cậu, vậy là cùng hướng với anh Sang à? Mà sau này tớ đi làm thì đi bằng xe buýt hay xe gì được nhỉ?" "Xe buýt đi, cậu đi ra đầu đường là có xe buýt số 13 đấy, qua công ty luôn." Ngà thất vọng ra mặt, cứ tưởng rằng nếu mình hỏi vậy thì Huệ sẽ nói rằng để Sang đưa cô đi làm, ít nhất là trong mấy ngày cô còn lạ nước lạ cái. Nhưng không ngờ Huệ lại phũ phàng như vậy. Ngà cũng không dạy gì mà hỏi thẳng, vì sợ Huệ sẽ nghi ngờ. Cô tin chắc chắn lửa gần sơm lâu ngày cũng bén, chỉ cần Ngà có cơ hội ở đây thì sợ gì Sang không bị đổ gục chứ. Hiện tại cô xa cơ lỡ vận, nhưng so về sắc vóc, nhan sắc thì vẫn ăn đứt Huệ. Chỉ cần cô mặc hơn hợp mốt thì đảm bảo đi ra đường đầy anh chết mê chết mệt. Ngà cười nửa miệng, cô nhìn Huệ rồi nhắc nhở: "Canh chừng chồng cậu cho cẩn thận vào. Người ta hay bảo nơi công sở là dễ ngoại tình nhất đấy. Cậu đừng có tin mù quáng, xung quanh toàn gái đẹp, làm gì thì làm cũng nên để ý quản lý chồng thật chặt vào." Huệ chỉ cười. Cô nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ thì nhanh chóng đi dọn dẹp rồi thay đồ. Ngà cứ ngồi đó, cô nhìn chằm chằm bức ảnh cưới của hai người kia treo ở trên tường, ánh mắt hằn lên từng tia đỏ, sự đố kỵ hiện rõ trên khuôn mặt. Cũng từ đây cô đã trượt dài trong vũng bùn của tội lỗi, không còn phân biệt được đúng sai, phải trái, bất chấp luân thường đạo lý để đạt được mục đích thấp hèn của mình. Cô không quan tâm kết quả ra sao, cô chỉ muốn phải làm tất cả những gì mình đang nghĩ. Ngà không tin mình sẽ lại một lần nữa thất bại. Cô thả chấp nhận ở trong bóng tối, chấp nhận bị sỉ vả, chỉ cần đổi lại được sự ngọt ngào quan tâm của Sang. Nhìn anh ấy, cô lại như muốn điên muốn dại, cảm giác khó chịu bủa vây trong từng thớ thịt. Người đàn ông có một sức hút kinh điển, lạnh lùng như băng, lại thu hút Ngà tới vậy. Cô cứ ngây ngốc ngồi tưởng tượng tới cảnh bọn họ ngọt ngào tình tứ trên giường. Cô nghĩ tới đoạn, nếu như quan hệ gian díu, mập mờ cũng không có gì đáng xấu hổ. Chỉ cần Sang chấp nhận ở bên cô thì bằng mọi giá bắt cô làm gì Ngà cũng không oán than nửa lời. Thậm chí làm tình nhân đứng sau anh suốt đời cũng được. Cô không cần danh phận, càng không cần anh bỏ vợ để theo mình. Chỉ cần anh dành cho cô chút tình yêu, quan tâm cô, đến bên cô mỗi lúc cô yếu lòng. Được như vậy thì coi như cuộc đời này của cô cũng không uổng phí. Ngà cứ chìm vào cơn mộng mị, không muốn thoát ra thì bất ngờ bị Huệ đập nhẹ vào trán. "Gớm, cậu nhìn cái gì mà cứ như người mất hồn thế?" "À, tớ nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thôi mà. Cậu đi làm đi, tớ ở nhà dọn dẹp nốt cho." "Vậy tớ đi đây, cậu lau giúp tớ cái bàn là được. Ở nhà có gì không biết thì báo tớ." "Yên tâm, tớ biết rồi."
Ngà còn giả vờ quan tâm khi tiễn bạn ra tận cổng, rồi mới cẩn thận khóa cổng lại. Nãy giờ cô để ý, nhà này chỉ có camera ở phía hiên với cổng. Trong nhà với các phòng hoàn toàn không có, nên thoải mái đi kiểm tra tất cả các phòng. Tới phòng ngủ của vợ chồng Huệ, cô toan mở cửa, nhưng mà cửa đã bị khóa. Ngà cau có khó chịu. Gớm, có cái quái gì trong đó mà khóa như thật ấy. Màu mè quá, nó ố dề lắm. Không chỉ riêng phòng ngủ của vợ chồng Huệ, mà ngay cả phòng ngủ của bé con cũng bị khóa. Phòng đọc sách, phòng làm việc cũng y chang như vậy. Ngà càng nghĩ thì càng tức tối. Cô tới tủ lạnh, thản nhiên mở chai nước cam, tu một hơi hết sạch. Nước ngọt lịm, mát lạnh, khiến cô thoải mái hơn đôi chút. Ngà gõ nhẹ những ngón tay xuống mặt tủ lạnh, cô lẩm bẩm một mình. Anh trốn em tới khi nào? Sức chịu đựng của em có giới hạn thôi đấy. Anh đừng có chơi mò trò mèo vờn chuột lâu nữa. Em biết anh cũng đang thèm khát em rồi, nhưng anh cứ giả vờ thanh cao, trong sạch. Chẳng phải là chúng ta cũng đã bao nhiêu lần ân ái, lần nào lên giường anh cũng xin thua, ca ngợi em lên mây. Cô ta chắc hẳn là không nóng bỏng như em, không biết làm tình giống em đâu nhỉ. Thế mà cứ giả vờ như không quen biết em. Mỗi lần nhìn anh như vậy, thực sự là em đau lòng lắm. Ngà nằm đó thêm một lúc nữa, cô suy tính rất lâu rồi, lại lập một nick ảo, nhắn tin những lời lẽ nhớ nhung với Sang. Cô cũng đe dọa, muốn nói những lần hai người ân ái để cho vợ Sang biết, nếu như anh vẫn không chịu trả lời tin nhắn. Công nhận, cách này hiệu nghiệm thật. Sang lập tức nhắn lại. Cô bị thần kinh à? Cái loại đàn bà không có liêm sỉ. Tôi cấm cô động tới vợ con tôi, nếu không đừng có trách tôi ác. Cô không thấy có lỗi với người bạn quá tử tế như vợ tôi sao? Mặc dù bị Sang mắng như tát nước vào mặt, nhưng Ngà lại cười đầy thỏa mãn. Y dài người đã chịu mở lời. Đây là lần đầu tiên Sang dép lại tin nhắn. Ngà cũng không chịu thua, cô vội thay đổi giọng điệu. Anh yêu đừng có nóng. Tại vì em nhớ anh, em yêu anh quá nên mới không làm chủ được suy nghĩ. Anh có biết suốt những năm tháng qua em nhớ anh tới phát điên. Em biết là em đã sai, em đã phải trả giá rồi. Xin anh đừng trách em nữa. Anh cứ thế này chẳng khác nào đang tra tấn em đâu. Một cuộc nói chuyện tử tế, một lời hỏi thăm khó như vậy hả anh? Tại sao chúng ta không thể làm bạn? Mình đã từng có những tháng ngày hạnh phúc lắm cơ mà. Anh đã nói cả đời này không yêu ai ngoài em. Dù em có gây ra lỗi lầm thế nào, anh cũng sẽ tha thứ cho em. Vậy bây giờ thì sao? Chỉ một yêu cầu nhỏ nhoi của em, anh cũng không thực hiện được. Tin nhắn gửi đi rất lâu nhưng chẳng có hồi đáp. Ngà nín thở đợi tiếng chuông tin nhắn, mà càng đợi lại càng thất vọng. Cô tiếp tục tấn công liên hồi. Khi thấy Sang không chặn như những lần trước, cô biết mình đã nắm được thóp của Sang. Chỉ cần anh ấy không chặn cô, anh chịu nghe cô tâm sự, thì sớm muộn gì trái tim sắt đá của anh cũng bị lay động. Cô còn gửi hai tấm ảnh khỏa thân của mình cho Sang, rồi nhờ anh chọn cho váy ngủ. Cô tưởng tượng cảnh ở đầu kia, Sang đang mê mẩn ngắm nhìn cơ thể mỹ miều của mình mà cười không khép được miệng. Cô cũng hiểu Sang cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Ngà tay nắm chặt điện thoại, mắt nhắm lại. Cô cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ bao giờ. Khi tỉnh dậy cũng đã 4 giờ chiều. Cô uể oải vươn vai đứng dậy, rồi đi kiếm trái cây, thoải mái thưởng thức, giống như mình mới đích thực là chủ nhân của căn nhà này vậy. Cô còn lên mạng chọn những bộ váy ngủ sexy hết cỡ, cắt trên, xẻ dưới. Cô chắc mẩm Sang sẽ cực kỳ mê mẩn khi chứng kiến cô mặc những chiếc váy thế này. Hồi xưa anh ấy còn nói, sau này khi cưới nhau về, tốt nhất là không cần mặc đồ gì hết. Anh thích cả hai trong trạng thái không mảnh vải che thân, da tiếp da như thế mới cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô. Ngà mua liền mấy bộ, cô định bụng tối nay sẽ hỏi vay Huệ một số tiền với lấy đồ trang điểm của cô. Dù sao, Huệ cũng không dùng tới những đồ đó, để một chỗ cũng lãng phí. Ngà còn tính toán mọi thứ một cách hoàn hảo nhất. Cô quyết tâm lần này sẽ dành Sang về phía mình bằng mọi giá. Cô xuống bếp, coi có đồ gì nấu ăn hay không, nhưng thất vọng vì chẳng có gì cả. Vợ chồng Huệ thường giữ thói quen ngày nào đi chợ ngày đấy để mua thực phẩm tươi ngon. Ngà nhìn máy rửa bát thì bĩu môi. Gớm, anh bảo không thích con gái lười biếng, thế mà có rửa bát cũng phải mua máy. Anh sợ cô ta hư tay à? Mà không biết lúc anh làm tình với cô ta, anh có nhớ tới em không nhỉ? Cô ta chắc lại chơi như khúc gỗ, làm cho con lệ đúng không anh? Ngà như mất hoàn toàn nhận thức,
Cô cứ tự hỏi rồi lại tự trả lời một mình. Cô không chấp nhận khi nhìn thấy vợ chồng Sang hạnh phúc như vậy. Ngà điên tiết đập luôn cái bát xuống đất. Tiếng choang đinh tai nhức óc khiến cô như bừng tỉnh để trở về hiện tại. Ngà đau nhói ở gót chân, cô phát hiện mình vừa sẫm phải mảnh bát bị vỡ. Máu cứ thế tuôn xối xả. Cô nhăn nhó ngồi phịch xuống, nắm chặt vết thương, thổi phù phù. Mẹ kiếp, động đâu xui đấy chứ làm gì cũng xui. Cô cứ ngồi đó nhìn lên trần nhà đầy bực bội. Bây giờ ngà nhìn thấy bất cứ cái gì cũng thấy nóng mắt. Xung quanh phòng bếp còn để loại sen đá, loại mà cô ghét nhất. Ngà không chịu được, vùng vằng vứt luôn vào sọt rác rồi phủi tay. Tao sẽ thay đổi mọi thứ ở đây. Ngà quăng quật mọi thứ rồi tức tối mang đồ vào nhà tắm. Cô xả nước đầy bồn, cứ vậy ngâm mình trong đó. Đây là lúc tâm trạng cô tỉnh táo nhất. Càng nhìn những thứ xung quanh, lòng tham của Ngà lại được nâng lên một tầm cao mới. Cô tự nhủ bằng mọi giá sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình. Ngà nhắm ngờ hai mắt, cô miên man mường tượng những khoảnh khắc tươi đẹp của mình và Sang. Mỗi lần nghĩ đến người đàn ông này, trong cô lại dạo dực, không sao kể xiết. Cô chỉ cầu cho thời gian trôi thật nhanh để lại được giáp mặt với Sang. Cô ngâm mình trong đó hồi lâu rồi mới bước ra ngoài, ngắm cơ thể trong gương rồi lại tự hào với những đường cong mỹ miều. Trang phục của cô lại chẳng có bộ nào xa hồn. Tự dưng Ngà lại cảm thấy bất công. Cô cứ đi ra, đi vào, đợi mãi vẫn không thấy Sang về. Trong thâm tâm, Ngà vẫn hy vọng Sang sẽ về trước Huệ để có không gian tâm sự với anh. Hơn 6 giờ chiều, nghe tiếng động cơ quen thuộc, Ngà vội cởi hai chiếc cúc đầu tiên, cố tình để thập thò bầu ngực trắng nõn. Cô nở ra một nụ cười thật tươi, phi nhanh ra ngoài cổng. Chiếc cổng từ từ mở ra, cũng là lúc nụ cười trên môi của Ngà tắt lịm. Hóa ra trên xe còn có cả Huệ. Ngà chưng hửng quay mặt đi chỗ khác, rồi đóng luôn cúc áo. Tình huống này ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, cô vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Đợi Huệ xuống xe thì tay bắt mặt mừng. Xe cậu đâu? Sao lại đi cùng với anh Sang thế? À, xe của tớ bị hư nên anh ấy qua đón. Cậu ở nhà có buồn không? Không buồn, tớ coi trước tài liệu để ngày mai đi làm cho đỡ bỡ ngỡ. Công nhận, anh Sang chuẩn gu chồng người ta quá nhỉ. Ngà vừa nói vừa liếc mắt đưa tình về phía Sang. Nhưng anh ấy lạnh lùng, chẳng thèm bắt chuyện mà xách đồ ăn đi thẳng vào trong phòng bếp. Ngà cười nhạt, cô biết những tháng ngày tiếp theo sẽ không bao giờ được yên ổn như trước nữa. Lúc nào cô cũng muốn được tiếp xúc thân mật với Sang. Ngà cũng không biết đây có phải là tình yêu hay chẳng qua là bấu víu để qua cơn hoạn nạn. Ngà chỉ biết rằng mỗi lần nhìn Sang chăm lo cho Huệ là cơn thịnh nộ trong cô bốc lên ngùn ngụt. Thậm chí là nhìn đâu cũng chỉ muốn quăng quật mọi thứ. Cô cũng chán ghét cái vẻ mặt lúc nào cũng ngây thơ, hiền hậu của Huệ. Ngà đinh ninh Huệ chẳng hề tốt đẹp như những gì cô ấy nói. Thậm chí là hạnh phúc bây giờ cô ấy có cũng là do Ngà đã uốn nắn, rèn giũa Sang để trưởng thành trong quá khứ. Anh ấy lại dùng sự chín chắn, trưởng thành đó để chăm lo cho người con gái khác. Quãng thời gian ấy, Ngà là người chịu khổ cùng với Sang. Còn bây giờ khi anh giàu sang lại sánh vai với người con gái khác. Thậm chí là Huệ còn sướng như bà Hoàng, không phải suy nghĩ tới vấn đề cơm áo, gạo tiền, cuộc sống thoải mái, dư giả, chồng yêu chiều, cung phụng. Trong khi cô đang suy nghĩ thì Sang đã nháy mắt ra hiệu cho vợ lên phòng. Huệ thấy vậy nhanh chóng đi theo chồng. Vừa vào tới nơi, Sang đóng sập cửa lại rồi kéo vợ lại một góc. Anh nghiêm nghị: em nói cô ta ra ngoài thuê trọ đi. Thực sự là anh không quen khi có người lạ ở chung như thế, bất tiện lắm. Vợ chồng mình muốn làm gì cũng phải có người nhòm ngó. Nhiều lúc anh muốn đè vợ ghế sofa ra cũng chẳng được. Trời ơi, anh bị bách quá đi thôi. Với lại tính cô ta này không tốt đâu. Em là con gái, em không nhìn ra. Chứ anh thấy tâm cơ phủ khắp người cô ta. Sớm muộn em cũng bị cô ta chơi cho một vố. Lúc ấy ngã ngửa cũng đã quá muộn đấy. Anh không muốn em vì ai mà buồn phiền hay thất vọng đâu. Huệ nghe chồng tâm sự như vậy thì gật gù. Vậy tối nay em lên mạng kiếm nhà trọ gần công ty cô ấy, rồi em lựa lời nói với Ngà chuyển qua đó. Đợi chủ nhật này được không anh? Em với cô ấy lâu ngày chưa có gặp nhau, với lại Ngà cũng cần thời gian để làm quen với công việc và cuộc sống ở đây nữa. Cô ấy dù sao cũng cực khổ lắm rồi, hiện tại không còn gì cả. Mỗi lần nghe Ngà tâm sự chuyện mất con, em thương lắm. Đau khổ nhất trên đời chính là mất đi máu mủ của mình. Giai đoạn này cô đang suy sụp, em muốn ở bên Ngà.
Khuôn mặt của Sang hơi sượng lại. Nghĩ tới chuyện bé con của Ngà không còn, anh cũng không làm khó nữa. Tuy nhiên điều anh lo sợ nhất bây giờ là Ngà sẽ tiết lộ quá khứ của mình. Bởi anh biết Huệ ghét nhất là bị lừa dối. Anh đã từng nói không có gì với người yêu cũ, càng không dám nói người đó chính là Ngà. Nếu như cô ấy phát hiện ra những chuyện này thì không biết là sẽ sốc nặng thế nào nữa. Huệ bình thường hiền dịu, biết điều là vậy. Nhưng nếu cô ấy phát hiện ra mình bị lừa dối thì sẵn sàng buông bỏ luôn mối quan hệ đó nếu như nghiêm trọng. Hồi xưa Sang đã từng khổ sở vì bị vợ lạnh nhạt suốt 2 tháng ròng rã, vì tội lừa cô đi làm nhưng thực ra là đi nhậu nhẹt. Sau lần đó Sang cạch mặt tới tận bây giờ. Mỗi khi đi đâu làm gì đều phải báo cáo cho vợ hết. Những chuyện gì Huệ ngăn cản thì chắc chắn là anh sẽ không làm. Sang ôm lấy vợ, giọng nói của anh đầy mệt mỏi. Vợ này, anh hứa sau này nếu em có bất cứ hiểu lầm gì thì phải nói với anh. Em hãy nhớ, anh không làm gì có lỗi với mẹ con em hết. Ở công ty anh mới có người vợ bị hiểu lầm, trễ nằng nặc, đòi ly hôn. Người chồng không chịu thì đơn phương ly hôn. Sau này mới biết là hiểu lầm. Mọi chuyện đều do cô gái âm thầm theo đuổi người chồng phá đám. Lúc nhận ra, thấy anh chồng vừa mất do tai nạn giao thông. Huệ trợn tròn mắt, cô thở dài thườn thượt khi nghe câu chuyện đau lòng ấy. Huệ trân trọng những thứ xung quanh mình. Cô cũng không bao giờ ghen tuông mù quáng. Đã từng có những bóng hồng chơi xấu để tìm cách chia rẽ vợ chồng cô, nhưng Huệ đều thông minh vượt qua. Những lần như vậy Sang lại càng cảm phục yêu vợ hơn nữa. Anh đi đâu cũng khoe cô chính là thần tài của mình. Anh chẳng sợ bão giông, nguy hiểm, mà chỉ sợ vợ mất niềm tin hay là hiểu lầm mình thôi. Có lẽ chính vì như thế nên vợ chồng họ rất hạnh phúc, không bao giờ hiểu lầm hay nghĩ xấu về nhau. Đi tắm thôi vợ, lát nấu ăn sau. Còn chưa để Huệ đồng ý, Sang lôi tuột cô vào trong nhà tắm. Anh còn tỉ mẩn kỳ cọ cho vợ. Huệ cứ mỉm cười hạnh phúc nhìn chồng. Cách anh chăm sóc cô từ những điều nhỏ nhặt nhất khiến cô không có gì phải phàn nàn. Sang còn không ngừng dụ dỗ vợ là phải nhanh chóng sinh cho anh thêm một nhóc tì nữa. Trai gái gì cũng được, cho vui cửa vui nhà. Huệ gật đầu đồng ý không do dự. Cô cũng mong nhanh có con. Lâu nay không sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Hai người cứ vui vẻ trong nhà tắm, trêu đùa mãi mới bước ra ngoài. Sang còn sấy tóc cho vợ, rồi bảo cô ra ngoài cứ nghỉ ngơi đi, để anh nấu nướng. Hai vợ chồng nắm chặt tay nhau đi vào nhà bếp. Ngà tức tới đỏ cả mắt, nhưng phải quay mắt đi vì sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh. Đôi vai cô run lên vì giận. Khỏi cần nói cô cũng đoán được vợ chồng họ đã làm những gì trong đó. Ngà hít một hơi thật sâu. Cô mang đồ ăn đi rửa nhưng bị Huệ gọi lại. Cậu ra kia ngồi đi, tớ với anh Sang làm lóng một tí là xong mà. Không sao đâu, tớ phụ với hai người, ra kia ngồi một chỗ cũng chán. Huệ thấy chồng khá khó chịu với Ngà nên kéo cô đi nhẹ nhàng, quay qua bảo chồng. Anh nấu ăn đi, em ra ngoài kia ngồi. Bao giờ xong gọi em vào chuẩn bị bát đĩa. Ok vợ yêu. Sang cố tình nói to, muốn chọc tức Ngà. Cô ấy bên ngoài vẫn tỏ vẻ không có gì để đánh lừa Huệ, nhưng thực ra là đang sôi sục căm phẫn. Ngà ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với Huệ, nhưng mà đầu óc vẫn đang nghĩ tới Sang. Ngà quyết định không cam chịu để thua cuộc. Cô tự dặn lòng mình là phải chủ động tấn công. Lúc này Sang vẫn sợ nên không dám làm gì quá giới hạn. Chỉ cần anh ấy chịu mở lòng, nhất định cô sẽ có cơ hội để xâm nhập vào cuộc sống của Sang. Lúc ấy sợ gì mà không chinh phục được Sang thêm một lần nữa. Tại bữa ăn tối, Ngà còn chẳng màng tới danh dự mà dùng chân khều Sang. Anh ấy giật mình tới mức đánh rơi cả đôi đũa. Ngà vẫn cười đầy thỏa mãn, tiếp tục mơn trớn nhưng không hề sợ bị Huệ phát giác. Cô được đà càng trêu chọc Sang hơn nữa, trong khi anh toát mồ hôi hột. Nhận ra bất thường của chồng, Huệ vội hỏi. Anh bị ốm hay sao thế? Mồ hôi cứ chảy ròng ròng thế này. Anh hơi mệt, thôi em ăn đi, anh lên phòng ngủ trước đây. Lát nhà em dọn dẹp giúp anh nhé. Sang nói xong thì bỏ bát cơm đang ăn dở xuống bàn, rồi bỏ vào phòng ngủ, khiến cho Huệ càng hoang mang. Cô cũng không biết chồng mình bị làm sao, cách nói chuyện của anh rất khác lạ. Ngà hất hàm. Này, có khi nào lão Sang lão ấy có bổ nhí không nhỉ? Tự dưng tớ cảm thấy nghi ngờ quá. Tớ có chuyện này chưa nói với cậu, tớ sợ cậu buồn nên không dám kể. Huệ bỗng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, hơi thở cũng mỗi lúc một gấp gáp.
Cô cảm nhận rõ sự việc đang rất nghiêm trọng xảy ra. Cô lý nhí. Cậu cứ nói đi, tớ đang nghe đây. Lão Sang chưa từng kể cậu nghe về cô người yêu cũ phải không? Bởi vì cô ái ấy chính là người chồng cậu yêu sâu đậm, bây giờ cũng vẫn còn yêu đấy. Cô ta với chồng cậu đã từng ăn mòn cả chiếu với nhau, không nhớ nhung sao được. Tớ định không nói, nhưng thấy cậu tội nghiệp nên phải cảnh báo trước. Hai tay của Huệ cứ ủ hết đi. Cô cũng không biết phải nói gì lúc này. Huệ run run cầm lấy cốc nước trên bàn tu hết sạch. Cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Không, tớ không quan tâm quá khứ anh ấy đâu. Quan trọng là hiện tại và tương lai, anh ấy luôn bên mẹ con tớ, yêu thương tớ là được. Ngà tiếp tục công kích. Con Hâm này, bây giờ cô gái người yêu cũ kia đang quay về rồi. Chồng cậu còn cầu xin cô ấy quay lại để hẹn hò trong bóng tối đấy. Cậu có biết vì sao anh ta cương quyết không cho tớ ở đây không? Vì tớ biết rõ mọi chuyện của hai người họ. Cách đây mấy ngày, chính tớ là người bắt gặp họ tay trong tay ôm hôn nhau đi vào khách sạn. Nhưng tớ nói dối cậu là ở quê mới lên. Tớ lên được một tuần rồi mà ở nhờ đứa bạn, nhưng nó mới đón người yêu vợ ở cùng nên tớ mới chuyển đi đấy. Tớ định không nói, nhưng thấy cậu đối với tớ tốt quá nên muốn nhắc nhở cậu để cậu đề phòng. Tớ còn có ảnh bọn họ đã từng lên giường với nhau cơ. Hồi xưa tớ làm cùng cô bạn gái cũ của chồng cậu mà. Huệ thở dốc, cô không còn nghe được thêm bất cứ lời nào nữa. Nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Những lời Ngà nói hoàn toàn có cơ sở. Sâu chuỗi lại mọi chuyện, từ chuyện Sang nhất quyết không cho Ngà ở nhà, mau chóng tống cô ra khỏi đây, hóa ra là lý do. Ngà nhận ra sự bất ổn trong tâm lý của Huệ thì tiếp tục tấn công, dồn dập bằng bức ảnh trên giường không mảnh vải che thân của Sang. Lúc này Huệ ôm mặt khóc nức nở. Huệ cũng chẳng có dũng khí mà hỏi cô gái kia là ai, họ gặp nhau tại khách sạn nào. Ngà nhìn bạn đau khổ như thế thì càng phấn khích. Cô giả vờ động viên Huệ, nhưng kỳ thực đang mong họ nhanh chóng cãi nhau một trận long trời lở đất. Họ càng hiểu lầm sâu sắc thì cô lại càng có cơ hội xen vào. Huệ vẫn ngồi đó thất thần như người mất hồn. Cô không biết mình khóc trong bao lâu. Khi cô trấn tĩnh lại thì hai mắt đã đỏ ngầu. Cô lững thững đi rửa mặt, nhìn trên gương thấy mắt của mình sưng lại. Cô cười như một con ngốc. Hóa ra bấy lâu nay cô vẫn luôn lầm tưởng vị trí của mình trong trái tim của Sang. Cô vẫn cứ nghĩ anh ấy không muốn nhắc tới người yêu cũ, bởi cô ta là vết nhơ không thể gột rửa được. Nhưng không ngờ đây mới chính là người anh yêu nhất, bất chấp mọi thứ để bảo vệ. Ngay cả chuyện mẹ Sang quý cô gái kia ra mặt cũng bị anh giấu nhẹm. Hóa ra từ đầu tới cuối cô đều không biết gì hết. Chuyện họ sống thử như vợ chồng, chuyện Sang có bao nhiêu tiền để hết cho cô gái ấy. Họ còn lén lút gặp nhau trong khách sạn vì cô gái kia đã có gia đình. Càng nghĩ Huệ lại càng cảm thấy trái tim của mình như muốn vỡ ra thành từng mảnh, đau đớn tột cùng. Người chồng mà cô nhất mực tin tưởng đâm cho cô một nhát dao chí mạng. Huệ cứ đứng trước gương thẫn thờ rất lâu. Cô cố gắng lê từng bước nặng nhọc tới chỗ của Huệ. Cậu ngủ đi, tớ đi về phòng đây. Này, có cần ra ngoài thuê nhà nghỉ không? Giờ cậu thế này mà gặp chồng cậu nữa là toang đấy. Không sao. Huệ về phòng. Vừa lúc này có tin nhắn gửi tới. Sang giật bắn người, cất luôn cái điện thoại vào túi. Chính hành động này khiến cho Huệ lại càng đau lòng. Cô không ngờ rằng Sang lại lừa dối mình như vậy. Cô cũng không biết đối diện với anh thế nào. Sang nhìn vợ rồi hỏi han. Mặt em sao mà xanh lét thế kia? Lại đây anh coi nào. Huệ không đáp lại. Cô ngồi phịch xuống giường. Lúc Sang vòng tay ôm cô thì cô hất văng ra. Huệ gào lên. Anh tránh xa em ra. Rốt cuộc còn những chuyện gì anh giấu em vậy? Chúng ta đã nói là dù như thế nào cũng không được giấu nhau chuyện gì cơ mà. Tại sao Sang làm như vậy với em? Sang chột dạ nhưng vẫn biện minh yếu ớt. Anh không hiểu. Em nói tới chuyện gì thế? Huệ tức tới mức không nói được câu nào nữa mà cứ khóc như mưa. Chính vì điều này càng làm cho Sang hoảng sợ. Anh cũng không biết Ngà nói những gì với vợ của mình nên cứ xích lại gần cô rồi lẩm bẩm. Vợ bình tĩnh, có chuyện gì cứ từ từ nói với anh. Cô ta lại nói gì với em có phải không? Anh cảnh báo em ngay từ đầu rồi. Người phụ nữ này không tốt đẹp đâu. Em đừng bao giờ tin những điều cô ta nói. Lúc nào cô ta cũng giả vờ thanh cao ngoan hiền, nhưng thực ra rất cáo giả, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn. Anh thề anh không làm gì có lỗi với em hết. Thật sao?
Anh không làm gì có lỗi với tôi thật hả? Lần này Sang không đáp lại. Anh ấy không quen nói dối. Mỗi khi biết mình sai, Sang đều im lặng, thậm chí là chẳng giải thích. Nhìn vợ đau khổ như thế, ruột gan của anh cũng như bị cào xé dữ dội. Nhưng những việc trong quá khứ anh chẳng thể thay đổi được. Sang cũng không muốn nhắc tới, bởi vì anh từng coi đó là những việc ngu ngốc nhất cuộc đời. Chính vì thái độ này của anh càng khiến vợ nổi trận lôi đình. Chưa khi nào cô ấy hành xử mất lý trí như thế. Huệ quẳng hết chăn gối xuống đất rồi gào ầm ĩ. Người yêu cũ của anh là ai? Anh vẫn giấm dúi hẹn hò đi khách sạn với cô ta. Lúc nào anh vẫn thẫn thờ tự nhớ tới người yêu cũ, nhưng tôi không trách. Tôi cứ tưởng rằng chỉ cần tôi cố gắng, tôi lo cho cái gia đình này thì anh sẽ nhìn nhận lại. Nhưng không ngờ anh là một thằng ngụy quân tử, thằng đạo đức giả. Anh không thấy nhục nhã sao? Miệng lúc nào cũng giả như tốt đẹp, nhưng cuối cùng anh lại cắm cho tôi một cặp sừng dài mấy mét. Nếu như tôi là không phát hiện ra sự thật sớm, chắc là anh có con rơi tôi cũng mù quáng tưởng anh là số một đấy. Đồ hèn, tên khốn nạn. Sang vẫn nhất quyết không đáp lại. Nó đúng hơn là anh chẳng có gì để nói. Sang cũng muốn vợ có không gian yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện. Nhưng Huệ hiểu không hiểu điều đó. Cô càng được đà chỉ chết chồng thậm tệ. Cô như biến thành một con người khác. Đến ngay cả Huệ cũng không nhận ra được chính mình. Huệ chửi một hồi thì lại nằm bẹp xuống giường, úp mặt xuống nệm. Cả cơ thể cứ run rên cầm cập. Sang cố gắng nhích lại gần vợ. Anh hít một hơi sâu. Anh thừa nhận anh có người yêu cũ là có thật. Nhưng anh với cô ta chấm dứt từ lâu rồi, không hề có bất cứ liên quan gì nữa. Anh không nhớ nhung hay nghĩ ngợi gì tới cô ta hết. Anh không kể cho em vì sợ em buồn. Chúng ta hứa với nhau có chuyện gì cũng không được hiểu lầm, phải nói rõ ràng, tìm hướng giải quyết. Nếu như anh có tính lăng nhăng, em phát hiện ra rồi phải không? Anh lúc nào cũng đúng giờ về, đi đâu anh cũng cho em đi cùng. Lương tháng về đưa cho em hết, thậm chí quần áo cả năm mới mua một lần. Anh không có tính đó. Những điều tốt đẹp nhất đều dành cho em, cho con. Chuyện quá khứ xảy ra lâu rồi, lúc ấy anh còn chưa quen em nữa. Anh không thể sửa sai lầm ở thời điểm đó. Nhưng anh dám khẳng định hiện tại anh và cô ta không có liên quan gì hết. Huệ khóc lóc chán chê thì lau nước mắt. Rồi tại sao anh trần truồng trên giường khách sạn chứ? Sang hơi nhíu mày. Anh không nói không rằng, hí hoái cầm cái điện thoại một hồi. Huệ lại càng tủi thân vì chồng không giải thích hay dỗ dành mình nữa. Cô cứ nói chẳng Giang Đại Hải thì bất ngờ Sang đưa cho cô coi bức hình. Đây, muốn ảnh thế nào anh ghép cho em coi. Chứ ai đưa cho em coi bức hình ghép xong gán tội cho anh mà em cũng tin sao? Em bị làm sao đấy? Lần này thì Huệ chột dạ. Cô cảm giác đầu như bị nổ tung. Huệ ngồi phát dậy. Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn chồng. Bây giờ anh nói đi. Nói rõ ràng đi cho tôi nghe. Tất cả mọi chuyện phải nói cho rõ ràng, mạch lạc. Đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy. Chỉ cần anh có nửa lời nói dối, tôi cho anh đăng xuất, không thể đăng nhập lại được nữa luôn. Sang nhân cơ hội ngàn năm có một, vội ngồi sát lại chỗ vợ. Anh dịu giọng. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Em bị cô ta lừa rồi. Một hồi chuông điện thoại bỗng vang lên. Thấy số của mẹ, Huệ hơi bất ngờ. Vì mẹ cô ít khi nào gọi điện buổi tối. Bình thường ở dưới quê 8 giờ tắt điện đi ngủ rồi. Huệ ra hiệu cho chồng giữ im lặng. Cô vừa ấn nút nghe thấy tiếng mẹ khóc ầm ĩ. Huệ ơi, con về ngay đi. Bố con đi cùng với ông Thắng. Hai ông bảo là đi thành phố mua tivi mà 2 ngày rồi chưa về. Điện thoại cũng chẳng liên lạc được. Mẹ nghe người ta đồn ầm lên là vụ hai ông nhà quê hiếp dâm đứa bé 11 tuổi xong bỏ trốn. Mẹ sợ quá con ơi. Nãy mẹ bưng chậu nước, ngã chật khớp, bây giờ không đứng dậy được. Vậy sao mẹ ơi? Giờ có ai ở với mẹ không? Mẹ ở yên đó, mẹ đừng sợ, con về ngay đây. Ừ, đi cẩn thận con nhé. Vâng, con tắt máy đây, mẹ chờ con một chút, sẽ ổn thôi mà, không sao đâu mẹ. Huệ nhanh chóng đi thu vài bộ đồ, Sang cũng tức tốc phụ vợ. Anh nãy giờ nghe tiếng được tiếng mất, nên không hiểu rõ nội dung của cuộc nói chuyện giữa Huệ và mẹ vợ. Tuy nhiên Sang vẫn bảo anh chở vợ về. Ừ, chúng ta về nhanh lên, có chuyện lớn rồi. Mà không được, mai anh nói ra tòa xét xử lần cuối vụ tranh chấp đất đai mà. Anh đi thì làm sao mà về kịp. Em đi taxi về trước, anh giải quyết xong thì về đó. Vậy đi. Không được, em đi một mình nguy hiểm lắm. Sáng mai anh về sớm.
Mặc cho vợ khuyên can, nhưng Sang vẫn nhất quyết chở cô về bằng được. Từ nhà bố mẹ Huệ tới đây gần 4 tiếng lái ô tô. Bây giờ trời cũng về khuya, Huệ rối như tơ vò nên cũng không có thời gian tranh luận. Hai vợ chồng đi tới phòng khách thì thấy Ngà đứng đó trố mắt hỏi han. Cậu đi đâu về muộn thế? Tớ về quê có việc. Cậu giữ lấy chìa khóa nhà nhé. Ngủ đi, khóa cửa cẩn thận. Khi nào giải quyết xong tớ mới lên được. Ngà buột miệng. Cả hai người cùng về sao? Anh Sang làm luật thì làm sao mà về được chứ? Huệ bỗng nghệt mặt nhìn bản thân đầy thắc mắc. Ngà vội chữa cháy. Ý tớ là anh ấy bận rộn như thế thì sao mà nghỉ được nhiều ngày. Thôi hai người đi về đi. Đi sớm về sớm, đi cẩn thận nhé, không phải lo cho tớ đâu. Huệ cũng dặn dò qua loa rồi bước nhanh ra ngoài xe. Sang đi sau nhưng vẫn kịp lườm Ngà muốn cháy mắt. Tuy nhiên cô ta cong cớn khẽ cười, nháy mắt tình ý. Sang càng lúc càng lo lắng, không biết là Ngà tính giở trò gì. Hồi đấy anh định kể hết mọi chuyện với vợ, nhưng giờ dũng khí lại bay sạch sẽ. Anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng việc đầu tiên là tống khứ Ngà ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Tách hai người họ ra thì mới có hy vọng không bị Huệ hiểu lầm. Anh cũng thừa hiểu bản tính của Ngà, khi chưa đạt được mục đích nhất định cô ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Huệ hiền lành nhất định sẽ chịu thiệt thòi mất. Hai vợ chồng đi được nửa đường thì bất ngờ xe chết máy. Sang bực bội muốn chửi thề thành tiếng, nhưng Huệ lại không có thời gian chờ đợi. Cô gọi taxi, lên xe một mạch về nhà mẹ đẻ. Sang còn nhắc vợ khi nào tới nơi gọi cho anh luôn. Sang chật vật nhờ bên cứu hộ. Càng về khuya gió cứ rít liên hồi. Tuy nhiên Sang vẫn đau đáu nỗi lo khi nghĩ về vợ. Chưa khi nào anh lại khó xử như bây giờ. Sang cũng không biết giải quyết thế nào cho đúng. Mãi gần 2 giờ sáng, sau khi biết vợ tới nhà an toàn, xe của Sang cũng đã sửa xong. Anh đành quay lại nhà để cho kịp công việc quan trọng vào ngày mai. Sang không có thói quen ngủ bên ngoài, nhưng hôm nay vì có Ngà nên anh đành muối mặt thuê nhà nghỉ để ngủ. Anh chợp mắt được chừng vài tiếng rồi mới lẳng lặng về nhà để thay đồ. Sang không dám gọi vợ vì sợ đánh thức giấc ngủ của cô, mà chỉ lẳng lặng nhắn tin báo cáo tình hình. Sang để xe ở ngoài cổng. Anh chắc mẩm Ngà đang ngủ ở trong phòng nên nhanh chóng vào phòng thay đồ. Nhưng vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy cô ấy mặc mỗi chiếc váy 2 giây đang nằm trên chính chiếc giường của mình. Sang há hốc miệng thất kinh, lập tức lôi Ngà dậy. Cô ấy ngơ ngác dụi mắt rồi ngã vào lòng của Sang. Nhưng anh nhanh chân né sang một bên khiến Ngà ngã nhào xuống đất. Cô ta lồm cồm bỏ dậy khóc lóc. Anh vô tình thế. Em thấy thảm như vậy anh còn chưa hài lòng hay sao? Cô điên đủ chưa hả? Cô nói gì với vợ của tôi? Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn nơi này ô uế. Anh nói cái gì cơ? Em không nghĩ là anh vô tình như thế đâu. Người ta bảo càng hận càng yêu. Anh vẫn yêu em nên mới không buông bỏ được. Năm đó là em ngu dốt. Em biết là em đáng chết. Em không nên bỏ anh. Ông trời đang trừng phạt em. Em xin anh đấy, đừng lạnh nhạt với em như thế. Em đã từng nghĩ tới cái chết, nhưng khi thấy anh, sự sống trong em như bừng tỉnh. Cuộc đời này của em có quá nhiều sai lầm. Hãy cho em cơ hội được bù đắp cho anh. Ngà vừa nói vừa chút luôn cái váy trên người, rồi chồm tới ôm chặt lấy Sang, nhưng bị anh đẩy mạnh. Cô cứ cương quyết giữ chặt lấy anh, không ngừng kể lể những chuyện đã qua, ôn lại quá khứ của hai người họ. Sang không biết toàn bộ những cảnh này đã bị camera trên điện thoại của Ngà ghi lại. Anh không chịu được mà hét lên. Cô bệnh nặng lắm rồi đấy. Anh túm chặt tay của Ngà, cứ thế ném thẳng xuống giường, còn mình thì lạnh lùng đi ra ngoài. Sang chốt cửa phòng làm việc để khỏi bị làm phiền. Có lẽ vì lực đẩy quá mạnh nên Ngà bật khóc vì đau đớn. Cổ tay cô ta đỏ ửng như muốn xước cả ra. Ngà ngửa mặt lên trần nhà, mặt mũi nhem nhuốc. Cô cảm thấy bản thân vừa nhục nhã vừa khổ sở. Một người đã từng yêu thương, trân trọng cô hết mực, nay lại căm ghét cô thế này, dành trọn tình yêu cho người phụ nữ khác. Ngà vật vã trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy. Cô không biết làm sao để Sang có thể mở lòng chấp nhận mình. Ngà bỗng sực nhớ những ngày này chỉ có hai người ở nhà, cần đẩy nhanh tốc độ tấn công. Cô vẫn đinh ninh Sang mạnh miệng như vậy, chứ thực ra là vẫn yêu cô rất nhiều. Chỉ cần lên giường được với nhau, mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết. Ngà lên mạng tham khảo đủ các cách khác nhau, nhưng cuối cùng cô chốt hạ ở phương án mạnh nhất là thuốc kích dục.
Ngà cũng lên kế hoạch tỉ mỉ để mọi việc được hoàn hảo nhất. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Ngà đánh liều nhắn tin cho Sang nhờ đi chung xe. Cô còn đe dọa nếu anh không đồng ý sẽ gọi điện cho Huệ nhờ cô ấy gọi xe giùm, đồng thời nói hồi nãy hai người đã xảy ra chuyện gì. Cô dù sao cũng chẳng còn gì để mất. Sang về không muốn vợ bị ảnh hưởng tâm lý nên miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của Ngà. Anh cảm giác gây sợ Ngà, chỉ muốn nhanh chóng thoát được cô ta, càng nhanh càng tốt. Ngà cười như được mùa, vội vã về phòng đánh răng rửa mặt, chọn một bộ váy công sở mà Huệ cho hôm trước, trang điểm nhẹ nhàng rồi đứng trước gương ngắm nghía không biết chán. Cô còn mặt dày tới chỗ của Sang để hỏi xem mình có xinh không, bắt anh trở đi ăn rồi mới tới công ty. Sang quá mệt mỏi với tính cách của Ngà, anh cũng hạ quyết tâm sẽ nói hết với vợ rồi chấp nhận hình phạt. Chứ cơ thế này, sớm muộn cũng có ngày anh không biết đối phó làm sao, bởi vì tình ngay lý gian. Sang bơ phờ lái xe nhưng đầu óc lại mãi nghĩ tới vợ. Anh cảm thấy bản thân của mình thật tồi tệ, gây ra biết bao nhiêu chuyện để vợ phải đau lòng. Ngà ngồi bên vẫn không ngừng sợ dẫm vào người của Sang, nhưng bị anh quát cho không còn mặt mũi nào nữa. Tuy nhiên cô vẫn mặt dày đu bám tán tỉnh. Khi đã vượt quá sức chịu đựng, Sang tấp xe vào lề, mở cửa xe rồi lừ mắt. Xuống xe ngay. Ngà trợn trừng mắt, cô không dám tin Sang lại tuyệt tình như thế. Tuy nhiên cô còn chưa kịp định thần lại đã bị đẩy xuống xe. Sang lạnh lùng đóng sập cửa xe lại rồi phóng xe mất hút. Ngà bần thần nhìn theo, bao nhiêu ánh mắt thương cảm đang không ngừng nhìn chằm chằm về phía cô ta. Uất hận lên tới tận cổ, chỉ muốn phát tiết ngay tại chỗ. Trong suốt thời gian ở bên Sang, chưa khi nào cô bị anh đối xử tuyệt tình tới như vậy. Cô nhớ lại hôm nay là buổi đầu tiên đi làm, cần tạo ấn tượng tốt cho mọi người. Dù sao muốn kiếm được công việc cũng không phải dễ dàng gì, nên cô không cho phép bản thân thất bại. Ngà cố gắng tự nhiên nhất có thể. Cô mỉm cười rồi vẫy taxi theo địa chỉ tới công ty. Vì cô là người được Huệ giới thiệu nên mọi người xem ra có vẻ khá dễ chịu, không ai làm khó Ngà hết. Những công việc cũng quá đơn giản, chiếu là đánh văn bản, in tài liệu hay pha trà. Lương tuy không quá cao nhưng môi trường ở đây thân thiện, công việc cũng chẳng đòi hỏi trình độ cao siêu. Dù sao với mức lương như vậy cũng hơn những công việc chân tay nặng nhọc khác. Ngà xưa nay được khoản mồm miệng đỡ chân tay, cô nhanh chóng hòa nhập với môi trường, kết thân với các đồng nghiệp. Bất kể ai cô cũng khen bất chấp, không bao giờ nói những lời phật ý, nên xem ra ai cũng khá thích thú với Ngà. Những lúc rảnh rảnh rỗi, cô lại gửi tin nhắn tán tỉnh Sang, những lời lẽ gợi dục, táo bạo, vô cùng. Cô khao khát có được sự quan tâm của Khang Sang hơn bao giờ hết. Mặc cho anh ấy chẳng thèm dép lại, nhưng Ngà vẫn hào hứng, nhắn tiếp như một thói quen. Cô cứ nhắn rồi lại tự tưởng tượng khi được Sang nói những lời hoa mỹ, yêu thương. Cô cũng khao khát có một đứa con với Sang. Có như vậy, tình yêu của cả hai mới bền chặt. Sang là người cực kỳ có trách nhiệm. Có thể bây giờ anh vẫn không tha thứ cho Ngà, nhưng chỉ cần cô có thai, nhất định thái độ sẽ khác. Đứa bé sẽ là cầu nối gắn kết giữa hai người. Ngà chấp nhận việc Sang đã có gia đình, thậm chí là cô chỉ cần đứng trong bóng tối, chỉ cần Sang chịu san sẻ tình yêu ít ỏi cho cô, như vậy cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.